Xin chào bà con, hôm nay A Đầu giới thiệu với bà con cái dòng lưới dù sợi rất là tơ. Đây là lưới dù 3 màn, chiều cao thân là 1m2, kích thước đô lưới là then 3, 6 phân. Hàng này là thắt phao nổi, phao tròn to như ngón tay cái. Và chân chì, một các đặc điểm nữa là chân chì rất là nặng. Kích thước bắt lưới của nó là then 3, 6 phân. Hàng này nó gọi là sợi tơ, nó gọi là tơ tóc đấy bà con nha. Nó lại nhỏ như cái sợi tóc ạ. Mà sợi dù này rất là bén, rất là máng. Chắc chắn rằng bà con lần đầu tiên được xem cái dòng lưới này, tại vì A Đầu bắt đầu sản xuất một số cái dòng lưới này để phục vụ bà con đánh cá lóc, đánh cá rô phi, đánh cá chép. Bà con thấy không, cái túi của nó A Đầu làm ra rất là sâu, thịt rất là nhiều, đảm bảo độ bén, độ quấn cá của cái dòng lưới này. A Đầu dám khẳng định rằng riêng những dòng lưới của A Đầu làm ra là phải đạt chất lượng tuyệt đối luôn. Đây phao to những con tay cái, phao tròn, bo tròn, không sợ dối. Thắt ở trên là phần cước xe, hàng cước xe này đánh làm sao nó cho nó cái độ bung của nó rất là cao, không sợ bị rối, không sợ bị mắc. Đây này, bà con thấy không, cái mắt lưới của nó là then 3, 6 phân, sợi rất là tơ, rất là máng. Bà con hình dung đây là quay sát hẳn cái cận cảnh cái camera vào đấy, mà nó rất là bé. Hàng này đánh thì không có suy nghĩ rồi, bà con đánh cái dòng này á, nó vừa bén, nó lại vừa dai, nó lại vừa bền. Đấy, nhưng giá thành nó sẽ đắt hơn lưới cước đấy nha bà con nha.